What? Đứa nào trước? Đây này, quần áo của cô này. Quần áo của Mi này. Váy của Mi này. Mi ơi. Nào, cô đứng đây nào. Cô đứng lên cô. Mi ơi, con làm gì Mi? Quên. À, chà chà chà, bị bị bị. Cô cái này hơi nhỏ so với cô rồi. Nào đứng lên nào, đứng lên nào. Chọn đít thế cũng được. Nào, Mi nào, Mi nào, Mi nào. Cái gì đấy? Rất lâu mà. Nào, vào đây. Mi, vào đây nào. Con chống cái mông lên cho mẹ. Này, chống mông lên. Đây. Chị Hâm đây. Bột Hâm. Bột chị Hâm. Em nha. Hâm ấy. Này. Rồi, váy này, cô đứng lên. Cô mặc quần này, thò chân vào đây. Ừ, thò chân vào đây. À, chà chà, mặc quần vào. Mặc bịn vào. Thò chân vào đây. Thò chân vào. Đứng lên nào. Chưa vào này.
đẹp trai. Đi anh cu đẹp trai. Anh cu đẹp trai, anh cu đẹp trai. Vui á. Cô vui á. Cô thì mẹ mặc đôi như này. Cô cô anh nhìn 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 anh nhìn 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 Mi đứng lên cho mẹ nào. Cô bé Mimi. Ô Mimi. Mimi xinh đẹp. Mimi xinh đẹp. Cô ơi, nghỉ thích cô nhỉ? Cô nghỉ thích cô nhỉ? Rồi, đây. Một ngày này. Một ngày này. Đẹp không? Đẹp không? Ừ, đẹp không? Mẹ lấy sữa cho con. Chung lại luôn, chung lại luôn, chung lại luôn. Chung lại luôn, chung lại luôn. Quay 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 đi. Nào, lại đây nào. Mimi. Chung. Nào, lại đây nào. Có này. Đây, đây, đây. Đây. Ừ nha. Đây đây không? Chị đây. Này 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 này. Con chọt ống hút này này. Mi 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 mẹ bày cái này. Này chọt ống hút này. Này 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 cô này. Cho ống hút vào đây này này. Này, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Nhìn này, chọt ống hút vào đây cái lỗ này này, này. Cái lỗ tròn tròn nào. Đi này, cái lỗ tròn tròn này này. Chọc vào. Mi ơi. Hai đứa nào. Nào nào. Đấy, không chọt được nữa này thế nào. Con.
Ngon không? Thơm tho thế nhỉ? Tắm không thơm tho nhỉ? Thơm tho nhỉ? Này, đứa nào ngồi lên người mẹ này, đứa nào muốn ngồi lên người mẹ này, này, ngồi lên người mẹ này, này, nào, cu, lên người, cu.